Ngày hôm nay Cà Phê Sáng sẽ được đón nhận một vị khách, một diễn viên cũng đã góp mặt trong bộ phim rất nổi tiếng mà chúng ta vừa mới nhắc đến, Đào Phở và Piano. Xin được chào đón Raiden đã đến với chương trình ngày hôm nay. Good morning. Good morning. Xin chào khán giả của chương trình Cà Phê Sáng. Tôi là Raiden Manuel, còn người Việt Nam rất thích gọi là Đức Đen. Đức Đen. Thế là chính là từ khóa chính của chương trình của chúng ta. Anh không nghĩ là Đức nghe tiếng Việt tốt như vậy đúng không? Nghe được không? Nghe được vợ tôi, tại vì tôi đang ở Việt Nam đã 4 năm rồi. 4 năm rồi, thế thì thoải mái nói chuyện bằng tiếng Việt nhé. Đúng rồi. Một lần nữa, Cà Phê Sáng xin chào Đức Đen. Cảm ơn rất nhiều. Thế sao lại là có cái nghệ danh là Đức Đen hay là cái nick như thế? Thực ra là sau khi sang Việt Nam thì tôi đã phải học tiếng Việt trong một năm ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Thì các thầy cô cũng phải đặt tên tiếng Việt cho dễ gọi, cho dễ nhớ cho các sinh viên nước ngoài. Thật sự lúc này đây thì Lê Anh và Huyền Trang rất tò mò bởi vì biết là Đức có tham gia bộ phim Đào Phở và Piano nhưng mà chưa xem phim, nên là giao lưu trước rồi ta xem sau. Thế vậy thì lý do nào mà Đức Đen được mời để tham gia bộ phim này? Thật ra là tại vì tôi có chiều cao phù hợp với lính Pháp để diễn như lính Pháp và tôi cũng hơi biết một chút về tiếng Pháp thì cũng đã được mời để tham gia để đóng bộ phim này. Thế tức là bạn ấy cũng có một cái vai này lính Pháp. Đúng rồi, lính Pháp xuất hiện thời lượng cũng khá đúng không? Đúng, cũng là khá không kéo dài lâu nhưng mà cũng là một cái kinh nghiệm rất là thú vị. Tại vì từ Mozambique sang ở Việt Nam để du học, sau đó được mời để tham gia một bộ phim đang rất hot ở Việt Nam thì là một cái rất là thú vị, rất là... Tôi nghĩ là cũng rất đáng tự hào. Đức thì vừa mới nói là mình từ Mozambique sang. Thế thì cái điều gì để thôi thúc bạn từ đất nước quê hương của mình để sang Việt Nam du học nè? Thật ra trước khi quyết định sang Việt Nam để du học thì tôi đã học về lịch sử của đất nước Việt Nam. Thì tôi đã ấn tượng về con người Việt Nam đã có nhiều chiến tranh và thắng hết từ Pháp, từ Mỹ. Thì tôi đã thấy là con người Việt Nam rất là chăm chỉ. Thì khi sang Việt Nam cũng thấy là con người Việt Nam rất là friendly cùng với các bạn nước ngoài, lúc nào cũng đã sẵn sàng để giúp đỡ. Ý bạn là người rất thân thiện. Thân thiện đấy. Lê Anh đã có tìm hiểu trước một chút thông tin về Raiden và biết rằng là bạn có là những cái giải thưởng, bạn đã đạt những giải thưởng rất đáng nể như là giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp đại học này của trường này, có 2 bài viết công bố trên tạp chí khoa học và được Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ghi nhận này. Giải hùng biện tiếng Việt do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Vậy thì hỏi Đức Đen nhé, hay là Raiden một chút là bạn có nhớ một cái nội dung nào đó trong bài hùng biện mà bạn đã thi không? Chính xác. Thật ra lúc khi đi thi hùng biện tiếng Việt có một cậu là kiểu là Mozambique, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là nổi tiếng, rất nhiều người có hướng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái sự hỗ trợ đã mang cho đến Mozambique lúc đó, tại vì trước khi đây Mozambique cũng là một đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội, thì cũng ở thủ đô luôn Maputo có một đại lộ mang tên là Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy. Hay quá. Wow, bạn ấy nghiên cứu rất nhiều về lịch sử văn hóa. Bạn lại làm tôi muốn đến thăm đất nước của bạn để mà đến được cái nơi mà có danh nhân văn hóa của chúng tôi được đặt danh ở đấy. Thế thì đến với Việt Nam với 4 năm qua thì ấn tượng của bạn về Việt Nam thế nào, về Hà Nội thế nào? Tất nhiên là con người Việt Nam đầu tiên là rất là thân thiện với người nước ngoài. Lúc nào hỏi họ cũng đi cà phê cùng nhau để nói chuyện, để giao tiếp đấy, để cải thiện tiếng Anh của họ, để mỗi khi là dịp Tết thì mời để ăn Tết cùng gia đình Việt Nam, thì đây là một cái rất là thú vị, rất là interesting. Thế thì hiện tại thì là Đức có đang tiếp tục học ở đâu hay là bạn đi làm ở đâu rồi? Bây giờ tôi đang là sinh viên năm thứ tư ở Đại học Bách Khoa Hà Nội trên ngành kỹ thuật điện. Và bạn sẽ trở thành một diễn viên điện ảnh trong tương lai. Chính xác ạ. Đây có phải là dự định duy nhất của bạn ở Việt Nam không? Cái đấy thì tùy duyên thôi. Tùy duyên thôi. Nhưng mà thật ra là tại vì là sinh viên dưới chương trình học bổng của chính phủ nên sau khi học xong
phải quay lại đất nước mình để phát triển kinh tế của đất nước mình. Cũng tại vì ở Mozambique có một công ty của Việt Nam rất nổi tiếng là Viettel, nhưng ở Mozambique người ta gọi là Movitel. Thì cũng là một công ty đã phủ sóng cuộc sống của người Mozambique đấy. Wow, và hy vọng rằng là thực ra thì với những trải nghiệm ở Việt Nam, những trải nghiệm tốt đẹp đúng không nào, thì cũng hy vọng rằng là ở trong tương lai, dù là có tiếp tục ở Việt Nam hay là quay trở về quê hương đất nước của bạn, thì hy vọng rằng đây bạn với Việt Nam bạn sẽ luôn coi đây là quê hương thứ hai. Quê hương và thương. Một lần nữa thì cũng xin được chúc mừng bạn với một vai diễn điện ảnh đầu tiên của mình, và cảm ơn bạn vì tình yêu của bạn đã dành cho Việt Nam, cũng như là chúc cho bộ phim mà bạn tham gia sẽ được quý vị khán giả càng ngày càng yêu mến và ra rạp đón xem nhiều nhé. Cảm ơn rất nhiều người Việt Nam. Đức và khán giả có thể thấy rằng là ở Cà Phê Sáng chúng tôi thì vẫn thường có những cái chuyên mục là đi vòng quanh thế giới. Vâng. Cho nên là chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để đưa khán giả đến trong cái phần tiếp theo đây.